Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình nói về cách thay pin laptop. Thì như các bạn biết trên cái cục pin laptop này nó có một cái mạch sạc. Cái mạch này nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ sạc và nhận diện pin và nó có một cái chức năng là sạc để bảo vệ pin. Tức là nó sẽ bảo vệ các cặp pin cell ở đây. Nếu mà trên một số cặp pin cell bị mất một cái nguồn điện thì có một số loại mạch thì nó sẽ khóa lại và nó sẽ không cho sạc pin nữa, tức là cái mạch đấy nó sẽ biến thành một cái mạch bị chết. Nếu mà chúng ta muốn sửa ấy, thì cần tới những cái dụng cụ khó khăn hơn như là mạch reset cho cái mạch nạp này. Nếu làm như vậy thì quá trình sửa này rất là phức tạp các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái mẹo đơn giản hơn để sửa chữa. Trước tiên thì các bạn sẽ kiếm cho mình một cái đế sạc và một cục pin cell đã được nạp đầy điện nha các bạn các bạn chú ý ở đây một chút ví dụ như các bạn muốn thay cái cặp pin này thì các bạn sẽ để ý ở đây sẽ có hai cái sợi dây cực dương và cực âm hai cái sợi dây này đó chính là sợi dây để sạc cho cái cặp pin thứ ba này thì cái cặp dây này thì nó sẽ được nối tới cái mạch sạc và cái mạch sạc nó sẽ nhận diện nhờ cái hai sợi dây này các bạn sẽ chú ý ở đây thì các bạn sẽ lấy cái cục pin dự phòng ở đây và các bạn sẽ nối vào hai cái chỗ điểm sợi dây điện này tức là hai cái sợi dây lấy nguồn này nhằm mục đích nào mình sẽ cung cấp nguồn điện luôn luôn duy trì cho nó để cho nó biết là cái cục pin này vẫn còn điện nên nó sẽ không khóa nha các bạn như vậy là mình đã hàn xong hai cái sợi dây ở đây như các bạn đã quan sát thấy nguồn điện đã được duy trì và nuôi cho cái mạch sạc này và cái mạch sạc này nó đã nhận diện được là cái cục pin này vẫn còn điện đấy, thì nó sẽ không khóa cái mạch này nữa như vậy là chúng ta có thể uh, sử dụng kéo và chúng ta cắt cái cặp pin này ra và chúng ta thay rồi các bạn ạ như vậy thì uh, các bạn cứ thay cặp pin thôi rất là đơn giản tại vì chúng ta đã có một cái nguồn điện cung cấp duy trì cho cái mạch đấy nó hoạt động rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cục pin khác và mình sẽ thay thế cho các bạn xem. Đây là cũng là một cái cặp pin khác, mình đã hàn sẵn hai cái đoạn dây kẽm ở đây. Và mình sẽ nối vào cái cặp pin này như bình thường thôi các bạn các bạn chú ý là một chút là khi các bạn nối cặp pin này thì các bạn sẽ nối cái cục pin này vào cái cặp này nối tiếp cho nó thật là chắc chắn các mối hà nha các bạn tránh cái tình trạng là bị mất điện nếu mà bị mất điện thì cái mạch điện nó sẽ khóa lại mà khi cái mạch điện uh, sạc này nó khóa lại thì uh, coi như là cái mạch này nó đã biến thành cái mạch chết rồi các bạn ạ. để sửa chữa thì chúng ta sẽ cần một cái công cụ máy reset nhưng mà Đôi khi chúng ta đâu phải ai cũng có máy reset mạch đâu các bạn. Nên nó rất là phức tạp. Sau khi mình đã nối xong tại một cái điểm đầu này. Như vậy là nó đã bắt đầu dần hình thành rồi đấy các bạn. Và mình sẽ nối cái dây điện cấp nguồn điện mát cuối cùng cho nó, tức là cấp nguồn điện cực âm. Mình sẽ nối vào đây một cách cẩn thận. Rồi sau khi mình đã nối cung cấp nguồn điện trở lại vị trí như cũ Đấy Thì cái mạch sạc này nó vẫn có điện rồi các bạn Đấy Mình chỉ sử dụng cái cục sạc kia để mình đánh lừa cái mạch sạc là Cái mạch sạc nó vẫn còn điện thôi các bạn Bây giờ công việc còn lại là mình sẽ gỡ cái sợi dây của cái cục pin duy trì điện cho nó ra thôi Một cách nhẹ nhàng Các bạn chú ý là khi các bạn hàn cái này thì các bạn hàn cẩn thận nha, tránh bị cái tình trạng là bị tuột cái sợi dây cung cấp nguồn điện cho nó. Nếu mà bị uh, tuột cái sợi dây phát là nó mất điện toàn bộ hệ thống là cái mạch này nó khóa lại luôn các bạn. Mà cũng tùy theo cái mạch sạc của pin laptop nó mới khóa thôi các bạn. Nhưng mà để ăn chắc thì các bạn cứ làm như thế. Để uh, thay cặp mà thứ hai hoặc thứ nhất này thì các bạn cũng làm tương tự như thế các bạn sẽ cung cấp nguồn điện duy trì cho hai cái sợi dây này để cho nó nuôi cái mạch các bạn ạ đây nhá ví dụ mình muốn thay cặp thứ hai này mình sẽ cung cấp nguồn điện duy trì cho hai cái sợi dây này và sau đó mình sẽ đi kéo mình cắt cái cặp pin cell đấy ra và mình thay vào sau đó mình sẽ gỡ cái sợi dây của cặp pin duy trì ra để cho nó nuôi nguồn điện đây. các bạn có thể áp dụng tới tất cả các loại pin của laptop những cái pin laptop loại khác vẫn có thể sử dụng được cái phương pháp này. Rồi như vậy là cái cục pin laptop này đã có thể hoạt động và được sử dụng bình thường nha các bạn. Các bạn chỉ việc nắp nó vào cái vỏ và cái khung của nó là chúng ta cứ sử dụng thôi. Sử dụng như bình thường thôi các bạn ạ. À. Cái phương pháp thay thế pin này thì mình cũng đã sử dụng cách đây phải nói là cũng mấy năm rồi mình đã áp dụng vào rồi. Mình thấy nó cũng rất là hiệu quả và sử dụng cũng rất là tốt. Đấy, nên mình uh, muốn chia sẻ cho tất cả các bạn Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn cho cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh của mình nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau Bye bye